Thưa quý vị, trong bản tin giao thông an toàn gần đây, chúng tôi đã đưa tin về vụ hành khách tố nhân viên ga Nam Định ép mua vé tàu sai tuyến với thái độ hách dịch. Vụ việc này vừa được ngành đường sắt điều tra làm rõ. Nó thực chất là một vụ dàn dựng có ý đồ của nhân viên nhà ga này nhằm hãm hại đồng nghiệp vì mâu thuẫn cá nhân. Theo báo cáo kết quả xác minh điều tra, nội dung tin nhắn của hành khách tại ga Nam Định, xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Ninh thuộc Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội, người chủ mưu trong vụ việc này là thư ký bán vé tại ga Nam Định. Do có mâu thuẫn cá nhân với hai nhân viên bán vé, nên nhân viên này đã soạn sẵn tin nhắn tố tội trên điện thoại, rồi nhờ bạn gửi phản ánh đến Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng với ý đồ hại đồng nghiệp ngay sau khi vụ việc xảy ra. Để làm rõ đúng sai, xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Ninh đã mời cơ quan công an vào cuộc điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đã xác minh thư ký ga mới là người vi phạm. Ngành đường sắt đang thực hiện đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Do đó, những sai phạm trong thời gian gần đây luôn được quan tâm và xử lý nghiêm minh.